Công ty Dược liệu Hòa Bình xin kính chào tất cả mọi người nha. Mọi người, ngày hôm nay mình đang có mặt ở tại cái trại, và đây là cái quy mô trồng cây đu đực của bên công ty bên mình nhá. Ngày hôm nay mình mới có thời gian để quay và chia sẻ với mọi người nhá. Đấy, thì những cái cây đu đực này của bên công ty bên mình thì hiện tại đã cho ra hoa rồi và đã cho thu hoạch. Nhà mình đã thu hoạch được khá là nhiều lứa rồi. Đấy. Mỗi lần thu hoạch ở cái trại này thì nhà mình thu hoạch được khoảng vài tấn hoa tươi luôn mọi người ạ. Đấy. Hoa thì cho cái chất lượng rất là tốt. Nhà mình chăm sóc cây thì rất là cẩn thận. Đấy, không sử dụng chất bảo quản hay chất kích thích để chăm sóc cây, mà nhà mình là sử dụng hoàn toàn bằng sức người để làm cỏ này, cũng như là sử dụng phân chuồng hoai mục này đấy để bón cho cây nhá. Chính vì thế mà cái sản phẩm hoa đu đực của nhà mình thì luôn luôn đảm bảo an toàn đấy cho sức khỏe của mọi người khi mà mọi người sử dụng nhá. Đấy, hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều cá nhân vì lợi ích mà đã cung cấp ra thị trường những cái sản phẩm hoa đu đực nó kém chất lượng ấy. Đấy, nên là mọi người khi mua thì mọi người cần phải lưu ý. Mọi người phải tìm những đơn vị uy tín nhé. Đấy, thứ nhất, thứ hai là nếu mà tìm những nơi mà có trồng được trực tiếp như của bên nhà mình thì đến trực tiếp mua được cái sản phẩm thì là tốt nhất. Đấy, không là mọi người sẽ dễ dàng mua phải những cái sản phẩm hoa, có thể là không phải hoa đu đực mà có thể mua phải ngay cái hoa của cây đu đực cái. Đấy, mà hoa của đu đực cái thì nó sẽ không có tác dụng chữa bệnh nhiều. Đấy, chính vì vậy mà mọi người cần hết sức lưu ý trước khi mà mọi người muốn mua cái hoa đu đực nha mọi người nha. Đây, mình quay cho mọi người đây này, mọi người thấy không ạ? Đây là cái hoa đu đực này, đang ra rất là nhiều rồi. Đấy, hoa của nó thì ra mọc thành từng chùm như này. Đấy, hoa cực kỳ là đẹp luôn nhé. Tầm này là nhà mình khoảng tầm một tuần nữa là nhà mình sẽ bắt đầu thu hoạch đấy, lứa tiếp theo. Đấy, nếu mọi người mà có nhu cầu muốn mua hoa đu đực đấy, hoặc là muốn kết hợp, mọi người muốn có thêm thu nhập, hoặc là muốn kinh doanh bán cái sản phẩm hoa đu đực này, thì có thể liên hệ trực tiếp với mình để chúng ta cùng nhau trao đổi và kết hợp thêm nhé. Đấy, về chính sách rồi là các giá cả các thứ mọi cái thì chúng ta có thể trao đổi thêm được. Đấy, bây giờ mình lại đi tiếp tục để quay cho mọi người nhé. Đấy, ngày hôm nay thì khá năng nóng nhưng mà mình cố gắng để sẽ đi để quay cho mọi người, để mọi người những ai chưa biết về cái quy mô cũng như là cái vườn cây đu đực được trồng như thế nào thì mọi người qua video này thì mọi người có thể thấy được rõ hơn nhé mọi người nhé. Đây, đấy, rất là rộng luôn, mình đi từ lúc rồi nhưng mà đi chưa hết được hơn 10 hecta trồng hoa đu đực ở tại tỉnh Hòa Bình của bên công ty Dược liệu Hòa Bình Mỹ Minh. Đấy. Đấy. Hoa đu đực thì là một trong những dược liệu quý và đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng. Đấy. Tác dụng chính của cây hoa đu đực này là hỗ trợ ngăn ngừa ung thư này. Đấy. Trong hoa đu đực có một số hoạt chất hóa học, đấy, có tác dụng là ngăn chặn, ức chế sự hình thành và lây lan của các tế bào ung thư ác tính. Đấy. Bên cạnh đó thì hoa đu đực còn là một trong những dược liệu tác dụng trong việc là hỗ trợ điều trị một số bệnh về hô hấp như là viêm họng này, đấy, khan tiếng này, đấy, viêm amidan này, đấy, rất là tốt nhá. Đấy, hoa đu đực ngâm mật ong đấy, là một trong những cái bài thuốc dân gian được sử dụng rất là nhiều, đấy, có tác dụng tốt, nên là mọi người có thể tham khảo thêm. Đấy, đây, đây quay cho mọi người đây. Cây này chỉ khoảng tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng nhưng mà nó cho hoa rất là nhiều rồi. Đấy, cái giống này là giống siêu hoa nên là cây nó rất bé nhưng mà nó đã cho hoa rất là nhiều. Nên là mọi người khi mà cần cái hoa đu đực này thì nhà mình luôn luôn có hàng sẵn cho mọi người nhé. Đấy, lúc nào cũng có hàng sẵn cho mọi người. Hàng sạch, đẹp, khô, rất là thơm. Đấy, nhưng mọi người cần hoa đu đực thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nhé. Qua số điện thoại mình để trên ở màn hình hoặc là tiêu đề của video. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.